kéo thẳng ra. Tiếp tục chạm cây Meyer các bạn nhé. Cây này thì kính là 1m9, dài tới 9m4, chia làm 3 khúc. Thì khúc mà mình đang xẻ đây thì nó dài là 3m2. 3m2 thì về khả năng còn 3m1. Phần còn lại thì mình sẽ chia làm 2 khúc là 3m1. Mình sẽ chia làm 3m1 hai khúc đều nhau. Khi mà về thì sẽ khả năng cho ra những tấm ván là dài là 3m. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ là sẽ tiến hành cắt khúc. Hy vọng là sẽ ra được những cái sản phẩm tuyệt đẹp các bạn nhé. Các bạn vào xem thì đừng quên cho mình xin một like và một subscribe. Những bạn mà mới xem kênh của mình lần đầu thì ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh các bạn nhé. Các bạn bấm đăng ký kênh và nhớ đừng quên bấm rung chuông để khi mình ra những sản phẩm mới, những video mới thì các bạn có thể nhận được thông báo và kịp thời theo dõi các bạn nhé. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. Nãy mình quay mình quên mất không bật mic. Thành ra là âm thanh quay nãy giờ không có tiếng. Thành ra âm thanh nãy giờ quay là không có tiếng. Khúc này cắt là 3m1. Rất là thẳng luôn đấy các bạn ơi. Tìm một đường một duy nhất một. Lúc mà xẻ ra đấy, tìm một đường một thẳng tưng này. Đó. Bây giờ thì cho nên CD để căn chỉnh lại, sau đó sẽ xuống tiếp các bạn nhé. Xuống cưa tiếp. Rất hy vọng là cái khúc này nó sẽ cho ra nhiều siêu phẩm để phục vụ cho các bạn. Mình nhìn thấy cái vân của nó thì cơ bản là nó đậm, gỗ là nành rồi đã. Còn cái chất vân nữa, để chờ đợi xem là cái gỗ này, tấm này nó sẽ ra được
Vân như thế nào các bạn nhé, hãy cùng mình theo dõi. 25 phân. Cùng lắm là một tấm dính như mấy. Dính đường nào? Thế nào ôm ấy. Cũng có là dính như thế. Mày xuống 25 phân là ôm hết luôn. Ừ. Vậy chứ mấy. Có mỗi tấm là vào tim thôi, còn lại nảnh hết rồi. Không có nào dính như thế rồi. Bọn đẹp nó nặng ấy. Bắt đầu đường cưa đầu tiên. Ôi Vân đầy đây mà. Vân đầy đây. Được, đẹp. Thôi nên xịt đi thì tí nữa nhìn qua. Ui, bỏ bỏ ra kia đi, đừng rửa chân. Ui trời ơi, Vân. Vân này đúng là Vân thông thái đây rồi. Đo thử coi là cái mặt này bao nhiêu. Mặt được 1m3. 1m3. Xẻ giày 17 á. Khúc này sẽ dày 17 nhá. Tấm này này, dày 17. Mặt 1m3. Đó. Vân này là đẹp rồi. Để mình biết luôn số liệu ở đây. Tí nữa. Hai đầu là êm nhá. Như các bạn thấy thì lúc mà xẻ cây ra thì nó đã êm rồi. Nên là cái tấm này các bạn an tâm là hai đầu nó sẽ êm tít luôn, không có cái vết nối gì hết. Anh chụp hình chưa? Để em bảy, em ghi số phát. Ba mươi phân phun của nó cực kỳ là đẹp luôn. 17. Mình báo là 300 đi. Bởi vì kích thước mà mình chốt vuông á thì nó còn tùy thuộc nữa. Chưa thể chuẩn 100% được. Rồi này mình lấy bức hình này. Vân khá là đẹp nhá. Vân rõ nét, đậm đẹp. Không có một cái vết gì trên cái đầu này hết. Ok, bây giờ mình quay cho các bạn xem cái phần dưới này này. Phần dưới này nó còn êm lắm. Còn chán mới tới tim. Rồi. Nhường lại cho bác thợ để xẻ. Rồi khi mà đưa ra tấm tiếp theo thì mình sẽ quay kỹ cho các bạn hơn các bạn nhé. Êm tít. Ôi Vân đẹp. Ui trời ơi, nhìn đã chưa. Hô mà đã như thế này rồi thì thôi chứ. Kiếm đâu ra hàng đẹp hơn nữa. Mua hàng nếu mà các bạn lựa chọn được những cái bộ hàng thô như thế này thì rất là tuyệt vời các bạn. Thế đó là kinh phục. Giờ mình sẽ đo kích thước chốt vuông để mình báo cho các bạn. Tại cái chỗ thấp nhất này đó là 1m6. 1m6 hả? Ừ, 1m6 khả năng vách bàn tròn. Bạn đi bàn dưới mà. À, để phe cũng được nhỉ. Bên 6. Đẹp luôn. 160. 18. 300. Đẹp. Nghe keng. Chụp bức ảnh. Bức ảnh đăng lên tag cộng đồng.
không nỗ nhé, hai đầu đều êm. Quân đây chỉ để xoạc thôi. Mặc cái quần sắt đẹp rồi, quần trắng nữa chứ. Quân đây chỉ đẹp, sao? Rồi, em rồi, được một mặt em rồi. Đẹp. Để kéo này vào một tí hết. Ô, bắt kê. Chỉ tiêu mỗi cái máy kia thôi. Đây này. Đây này. Đang đóng mà. Em đi về. Sắp đóng được này anh ơi. Thôi. Anh em đừng gõ đừng cậy nữa để. Vân đối luôn này. Không cần đôi, không cần nên bộ đôi. Anh ạ, à, đừng đóng đầu nữa, đóng mặt này. Này về tè đi tí nữa được. Để mà được khép nhỏ nhỏ đi sâu phết đấy. Đây các bạn ơi, vừa mới kênh tiếp tấm tiếp theo đây các bạn. Đó. Kênh tấm tiếp theo. Đấy, như các bạn nhìn thì cái mặt là mặt đít của nó thì không có vấn đề gì rồi đây các bạn này. Cái mặt đít này thì nó kể về cái tấm trước, còn tấm này thì nó thì sẽ xẻ ôm tim các bạn nhé. Không có vấn đề gì đây này. Ok. Chụp bức hình. Rồi. Tiếp theo tấm này sẽ là tấm kênh tim. Tí nữa kênh thông tin mình sẽ quay tiếp xuống cho các bạn nhé. Tiếp tục tấm tiếp theo. Tấm này đầu này 1m7 à? Ba mét mốt. Tôi cứ bảo 3m đi. 1m7, 3m, dày 17, xẻ dày 17 nhá, tấm này dày 17 nhá. Đây này em ạ. Vân cũng khá là ok. Nhìn chung thì Vân khúc này nó khá giống nhau, cũng ngọn. 1m7 này mình đang báo 1m7 phe cạnh nha các bạn nhé. Chưa báo kích thước chốt vuông đâu. Má nó nước gà hát cổ nhanh kìa. Cục cái gà. Cứt phát là cổ, ngay là cứt phải nói. Này đi về để phe mày cổ. Hả? Phe chắc để phe hết nhỉ? Bán ra sập phe hết là sướng hơn đấy. Đường nào bàn tròn bàn dài đầy rồi đây. Cái phe cạnh này nó. Xịt đây nữa này Hạnh. Làm bức hình nghe. Làm bức hình coi nào. Đi tận mét tư. Dịch dịch như vậy ngon. Cảm ơn.